November. It's enough in like I think the unit. I think you kind of enough, but I'm not so sure. Okay, so you know how to do this thing, right? Introduction, personal information, right? Okay. I think so, yeah. And Let me introduce something about myself. Okay. No, wait. I have some question about from topic one. Okay. Okay. Yeah. I think that would be better. Okay. What is your full name? Does it have special meaning? Yeah, does it? Cái câu này mọi người sẽ có hỏi. Yeah. Does it have a special meaning? Yes. Can I answer no? Oh. It should be something, right? How? What does that mean? Like kindness? It has not any special meaning. Yeah, just only a name to call. Just only a name. Okay, I think so. Probably, yeah, I think so. Thảo, cỏ, huh? Grass. Yeah. I don't know. Maybe grass. Maybe a wood? You mean wood? Chiến tranh thảo phạt. Chiến tranh thảo phạt. Thảo phạt. Thảo phạt. Thảo phạt. Thảo phạt. Em không nghe thảo phạt được chứ. Thảo phạt không hiểu thảo nữa. Đúng rồi, em nghĩ chắc cũng thế thì hiểu. Probably, right? Maybe, dần chắc không có gì. Nationality, phone number. Cái này hơi lạ, tại sao phải hỏi đưa số điện thoại ra cho câu hỏi lạ. Yes. Where you from? Where you live? Hanoi. Dễ ra nè. What's your job? Where do you work? Giống bữa trước này. Name some famous place in your hometown. Em nghĩ cái này chị làm được. Name some famous place in your hometown. Với là miêu tả chúng luôn. Chắc chị làm được chứ không? Thử cho chắc. Chắc là không. What are some famous places in your hometown? In the hometown I'm living, I come from. Hometown, quê thì em nghĩ nói Hà Nội nó dễ hơn, đúng không? Yes. I living in North Tư Liêm district. There are no famous place. No famous place in Bắc Tư Liêm. Interesting place. Chẳng lẽ mình trả lời gì đúng không? Bây giờ mình phải nói cái gì đó đúng không? Thì cũng phải có địa điểm gì đó thú vị. Okay. In Tư Liêm district have some famous place, such as national Vietnam National Stadium. What is that? Stadium. Okay. Yes. I guess so. Khi bây giờ nghe nghe. Meeting Stadium. Meeting Stadium. Stadium là sân vận động đúng không nhỉ? Đúng rồi. Vậy là, tính ra cái đó cũng là famous places rồi gì nữa.
xem rằng đồng ý mình muốn. It is the largest stadium in Vietnam. In where tổ chức các sự kiện lớn. Tổ chức là gì? This like Mỹ Đình Stadium organize hoặc là hold để em ghi organize thì có thể kêu organize hoặc là organize này hoặc là many big event take place there. Take place là tổ chức, mình không thể dạ. Mình phải kêu là những cái sự kiện nó được tổ chức ở Mỹ Đình. Thế họ kêu là Mỹ Đình tổ chức bởi vì Mỹ Đình nó đâu có tổ chức được gì đâu, đúng không? Yeah, big event. Yeah, maybe take it. Vậy take it. Take it. Takes place. Take place. In meeting. Mm-hmm. And big trận bóng lớn, match. Big football match. Jeez, thêm ít. Big football matches. Bốn, match. Football match. Money. Match. Match. Cheers. March. Đó là tháng 3. Oops. Okay. Vậy là ổn. Và nói một nơi rồi 2-3 điểm thú vị của cái chỗ đó. Nó nhiều thì dễ rồi. Can you speak any foreign language? No. Yeah. Mà tại sao chị không nhìn thấy hết là cái màn hình của em nhỉ? Nó cứ bị lỗi thế nào ấy. Là sao chị mà em nhỉ? Thấy không? Chị cắt cho một cái màn hình. Chị cắt cái màn hình này nhỉ? Chị gửi qua Zalo cho em nhỉ? Nó là sao tại em muốn share screen? Nó cứ là nó không bữa cho. Giờ nó cứ bị đen đen thế nào ấy. Hay thì chụp chụp đi. Bị mấy cái vùng đen nhỉ? Là trên đầu thôi. Trên đó hả? Em chịu luôn. À cái khúc đó hả? À cái khúc, ủa cái khúc đó là cái khúc, cái khúc đó là cái khúc cái hiện cái mặt em với lại cái thanh đó. Bây giờ không biết cái nào. Hai video panel. Đỡ chưa chị? Đấy đấy, em vừa bấm gì nó lại mất rồi ấy. Mất rồi đúng không? Mất hai cái, vẫn còn một cái nữa. Ừ đấy, lại nhảy lên cái. Đó, ấy là hai thì em phải giấu hai cái này, mất luôn. Ừ, đấy mất rồi. Lại nhảy đấy. Một cái chính giữa rồi. Đây là mất rồi, hết mất hết rồi. Mất rồi đúng không? Ừ, cái đấy cái gì ấy? Do mấy cái thanh công cụ để em giống là ghi chú hay là bấm chat gì á. Còn cái bên tay phải cái góc đó chị, là cái màn hình hiển thị cái mặt của em với lại của chị. Mặt em thì chị biết rồi, nhưng mà cái đen đen bữa giờ chị cứ tưởng là lỗi mạng, lỗi máy. Thế là hôm qua chị, hôm trước chị mới dùng cái laptop của chị á. Thế là laptop chị cũng bị đen như thế, chị mới biết là không phải. Không. Mấy không chị nói với em mà sao chị cũng quên. Dạ. Phải giấu nó mới mất. Giờ em mới biết á. Em tưởng bên kia nó không có thấy. Phải. Thông tin cá nhân ok rồi, money and number. Học cách đọc số tiền, nói giá tiền, cấu trúc so sánh hơn. Enough. Mấy cái cấu trúc ngữ pháp này chị biết đúng không? Có cần ôn không chị? Có. Có hả? Ok. Nè, quanh hình. Đọc số là sao chị? Đọc số chị biết chưa? Chắc đọc tiền mình Việt Nam mình biết mà, đúng không? Yeah. 100, 500. 100. 500, 1,000, 568 ngàn, chị đọc xem. 568 ngàn, 568 ngàn.
568.000 đồng. Đúng rồi. Rồi mấy số dài dài dài, ví dụ như là 1.072, rồi bao nhiêu đó đó, mấy số phía sau chị có đọc được. 072, 1.072.000. Ừ, 1.072, 72 đúng không? Ừ, 72.500 thì sao? Million. Anh đi liền em sẽ 72 1 million. Đây là chị đang ghi ra tỷ đúng không? Chị đang ghi hơn 1.072.500. À, 500 chị đồng đang dư ba rồi nha. không? Chị Mình đang phải đọc dư 1 triệu trước tỷ. nè. Ok. 1 million, 1 million em 72,000 and 500. Dần đúng rồi. Nhưng mà cái khúc end là chỉ cái khúc cuối cùng thôi nha. Còn nếu mà đọc đó là 1 million rồi 72, mà đọc liền luôn, không có cần end. End chỉ để dùng cái cuối cùng thôi nha chị. Ok, nói chung là gì? Đơn giản là vậy thôi, để dành end cho cuối cùng, cái khúc cuối. Còn kia mình cứ đọc liên tục, nối liên tục, nối liên tục luôn. Chơi mấy cái currency, đơn vị đồng tiền này. Pound, dollar, euro, Swiss franc, ruble. Chắc không cần sao, rupee. Đồng rúp với đồng ruby khác nữa. À, ruby là của Ấn Độ, rúp là của Nga, Nga sao? Nè, đồng rúp, rúp rồi đồng ruby, ruby là của Ấn Độ sao? Nè, đọc dấu chấm, dấu phải 1000 pound dễ nè. Nếu mà 1,15 đô thì 1 pound 15 dollar. Thôi. $1.15. Yes. Asking the How price, how much much it is. is Chị chú lại, chị nhớ what nha, is the chị chú mấy price cái of này chị. guitar? How much do your pants hurt? How much is that? How much does it hurt? How much to be? How is price now? Một cái nó một kiểu thì phía đó, cái đầu tiên là how much e thì phía sau là cái gì đó, còn nó tốn bao nhiêu, có dùng cost ở cuối cùng thì mình mới dùng how much do or does. Ok, còn what is the price of là phải cái danh từ, nó cũng như gần gần như là cái thứ nhất. Chỉ cần chú ý là chị nhớ là cái how much hoặc là what is the price. Nên em nghĩ hai cái một cái thứ ba là dễ dễ nhớ nè. How much is rồi what is the price of, rồi trả lời nè, It's money. it's Yeah. Okay. Digital. camera. Digital camera. 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 So, ATM, Tell. teller machine. Automatic teller machine. Bargain. Chị phải biết cái từ bargain là cái từ chạy giá nha. Deal. Yeah. Bargain. Bargain, nghe khả năng Yep, cao sẽ họ, bởi vì bargain, nó trong, bargain. cái lịch. Yeah. At least. So sánh này, dạ. Comparative. Comparative. Comparison of Superlative. adjective. Superlative.
so sánh nhất là so sánh hơn rồi so sánh nhất cái ở đầu là positive là còn là cái cái dùng từ gì trời quên mất tiếng Việt hồi đó nó thấy comparative nè nào là mình so sánh hơn đúng như là cao hơn là gì những cái từ biết dùng mấy cái từ khi nào mình dùng more khi nào mình dùng thêm er đúng không chị? More là từ dài có nhiều âm tiết, còn er là ít âm tiết. Dần đúng rồi, chuẩn xác. Vợ luôn, dần đúng rồi. Thì đó, hơn là nó chỉ vậy. Còn nhất á, thì nó dễ hơn thì cái nạp hoặc est là ngắn. Rồi khi làm the most, đó thôi. The greatest, the most intelligent. Thêm most hoặc là thêm est. Yeah. One syllable này. One syllable and E. Syllable là gì? Âm chị, cái âm fast, đó, yeah, mình đọc có một cái fast. Fast. Fast là có một, đúng không chị đọc? Comparative thì nó hơn fast. Error. Fast, yeah. Fast, thì đó, chị đọc, nó chị thấy một cái một âm thôi, đúng không? Faster. Faster. Yeah. Fastest. Younger. Nice, nice. Stranger. Strangers. Strange là sao từ strange nghĩa gì? Người lạ. Dần đúng rồi, stranger là người lạ. Lạ hơn. Nhưng mà nó có nhiều nghĩa mà chị. Lạ hơn. Lạ hơn. Strange. Yeah. Strange là lạ hơn, lạ nhất. Happier. Crazier, famous, beautiful, better, worse. Ôi tại sao người nước ngoài nó có thể nói hay thế nhỉ? Sao chị? Người nước ngoài nó nói hay. Thì người ta, mình do mình nó phải bắt chước cái giọng của người ta, nó mới vậy. Cái ngôn ngữ của người ta mình phải bắt chước. Thì giờ cho người dân nước ngoài bắt chước cái giọng Việt Nam đương nhiên sẽ có sự khác biệt đúng không? Nhưng mà cấu trúc ngôn ngữ cơ học của mỗi người là như sau, như nhau ha. Cho mình cứ bắt chước chứ thực ra nếu người ta nghe vẫn hiểu là được rồi chứ giờ mình cứ bắt chước cái giọng cho nó tuyệt đối làm cái gì tuyệt đối. Với lại mấy cái giọng mà mình hay nghe để học đó, là giọng đặc thù rồi. Chứ ở đây nước ngoài nó cũng có nhiều nhiều kiểu giọng cái gì giống như kiểu địa phương á, như đặc biệt Úc nè, chị khỏi nghe luôn á, nó nghe giọng gì á, hoặc là mấy Úc á, giọng Úc á, đây nè chị ví dụ nghe chị để chị khỏi bỡ ngỡ, rồi chưa kể chị nghe mấy phim Mỹ cũng có giọng nó cũng nâu nâu đúng không? Giọng nó lạ lắm. Nghe chẳng nghe được. Giọng Úc nó nhanh lắm, nghe nó khó chịu. Nghe sơ sơ thôi. Trên này dạo. Người Úc á. Nghe sơ sơ cũng được. So I'm here with my friend Ella. She is Australian and she has been staying in LA for how long now? 6 months now. So I thought it would be really fun if we did a video where she teaches me how to speak in an Australian accent and a New Zealand accent because I don't. My name is Ella. I left my corporate office job in Sydney 6 months ago and I'm living here in LA doing I have no idea what. I decided to start a YouTube channel about a week ago. My YouTube name is Ella Tale. Put it here down below. Go watch her videos. They're all. Yeah. Em nghe được hết người ta nói không? Có chứ, em nói còn phụ đàm. Nhưng mà bật cho chị coi thêm cho nó dễ. Một cái lát quá không học em mừng. Bật cho mình. Awesome. So I don't know the difference between an Australian accent and a New Zealand accent. And I'm really good at telling the difference between an Australian and New Zealand accent because I grew up in Sydney with two words and
How are you going? We say, how you going, mate? How are you going? And instead of going, mate, Australia, you gotta say Australia without the Aus. Just Australia. She's got it. She's got Australia. I have Australian accent. Amazing. So the main difference between the Australian and the New Zealand accent, yeah, is the letter I. So an Australian would say six, as in like the number six. Yeah. A New Zealander would say sucks. But if you say six in New Zealand, they'll think you're saying sex. Okay. Because that's how they say the E's, if that makes sense. So in Australia, it's six? Six. Six. Yeah, six. That's right. But if I say six in New Zealand, they'll think it's that. You're saying sex. Got because it. They say... Đó chị, ví dụ là gì? Nghe giọng nó nào ra mỗi nơi, mỗi kiểu. Cho mình cứ nghe, mình cứ bắt trước theo kiểu giọng Anh là chủ yếu. Chứ với chị ra Mã Lai chị nghe bọn nó đọc tiếng Anh thì nghe khùng hơn luôn đúng không? Cũng chị. Tại bởi vì nó mấy câu đơn giản với nó nói với mình, nó nói khá là chậm á. Nó cô nói chậm từ từ nên cũng nghe được. Singapore accent. Nó kiểu nói nhanh rồi đó. Rồi chưa kể Ấn Độ nó thọt vào khủng luôn chị ơi. Nhiều kiểu lắm, mỗi nơi mỗi vùng. Please. Oh, we don't have can, only bottle. I'll take the bottle. Okay, can. I thought you only had the bottle. Yeah, we only have the bottle. Okay, then I'll take the bottle. Can. Sure, I'll take the can. No, sir, we only have bottle coke. Okay, I'll take the bottle. Okay, can. I thought you only had the bottle. Yeah, sir, we only have the bottle coke. Can? Sure, I'll take the can. Can. Nghe nó rộn não luôn. Mỗi nơi nó gì luôn. Get in here, man. Good, good seeing you. Great party. Yeah. Nice. Made it. Hey. Woo. Hey. 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 All right, guys, bottoms up. Yeah. Right, bota bolam ha. Guys, I'll get the bill. Yes, thanks. I'll get the bill. Mỗi vùng mỗi miệng nó có một loại tiếng Anh ấy chị. Chị cũng không cần áp lực đâu. Mình đang ở Việt Nam nói giọng tiếng Anh cho người Việt Nam nghe người ta hiểu được. Từ mình sửa. Nhưng mà mình nghe được. Em mà nghe được chị mà nói gì? Trừ một số chữ, một số từ khó quá, đương nhiên phải hỏi lại chứ, đúng không? Cái phần đó vẫn nghe được. Chắc chắn là sẽ có người nghe được nữa. Yeah. Nè, anh lại lưu ý cho em cái mấy cái happy, mấy cái y dài nè. Happy, crazy nè. Nó dẫn thêm ờ nè. And then I, why? Better, the best. The best. Yeah.
để xuống mấy câu hỏi thử. Do you have any camera? Do you like taking photo? I don't have any camera. I like taking photo, but I tried to take photo before, but I can't. How? Why is it? Why was? Yes, I'm bad at taking photo. But you let someone take your photo. It's better that way, right? It's better for people to take your photo, right? Yeah. Yeah. Right. Not anymore. Other people take photo to me. I think the only my best friend. He has patience to take photo for me, a few good photo. Good photo. Yeah, have patience to take photo for me until I have a good photo. Yeah. Yeah. What about you? No, I really bad kind of. I think But okay, so I think taking photo nowadays kind of easier, you know, like the more money, like the more advanced your phone, like the more money you have, you put in your phone, you know, like Samsung something from 20 million plus over million dollars. Above that price, you have a very good camera and you just basically, you know, press the button and it's all good, right? Nó có mấy cái lưới để mình canh chỉnh rồi em nghĩ dễ với cái chất lượng ren dễ, nhưng mà đến dịp thật sự người học đó thì cái đó sao mình làm được, đúng không? Yeah, phone is easier to take photo camera in phone. Camera giờ có nhiều cái digital kiểu kỹ thuật số cũng dễ, mình chỉ cần học cái khẩu độ lột lấy sáng là chính, điều chỉnh ánh sáng góc độ ánh sáng chủ hay ánh sáng là chính. Chứ giờ máy đâu phải máy cũ máy cơ đâu mà chỉnh chết luôn. Okay, unit 3, time and calendar. Cách nói về thời gian, cách mời đợi ai đó đi sự kiện, giới từ và thời gian địa điểm, there is, there are, để nghe về ngày giờ. Be able to speak about time, daily routine time. Time past 7. When? 20 past 7. 10 past 10. A quarter past 3. Five minutes equal a quarter. Cái này kiểu một cách dùng chị, cho mình cách dùng chứ em thấy cũng ít người dùng mấy cái past này lắm. Mình cứ kêu 7:25 thôi, đã 7:25 nên nhanh hơn không chứ? Đúng không? Không nhận không? Thế thì cứ 25 rồi past. 7 chia cho số. Two thì dùng nhiều đúng không? Two dùng nhiều. Quarter. Quarter thì nó dễ hơn. Quarter dễ cho người ta đếm hơn. Quarter two dễ. Chia cho mệt. Half past seven. Nói chung được cho biết để nhận dạng được, để trong trường hợp gặp á mình nghe thì mình hiểu thôi, chứ mình xài mấy khi người ta còn hiểu được rồi. Vậy là lắm.
Cái nó giờ kém. Hả? Giờ kém là kém gì đó. 8 giờ 40 nè. 9 giờ vào 9 giờ 20. 20 to 9. Yeah, 20 to 9. 20 phút nữa đến 9 giờ là nó 9 giờ kém 20. Rồi 5 to 2. 2 giờ kém 5. Yeah. 9 giờ kém 20 rồi. Cách nói chung này, thấy không? 158, nhanh gọn lẹ đúng không? 3 giờ 45, 345. 345. Yes. 345, nhanh gọn lẹ, 10, 5, 55. Yeah. Ây, em thích mi meridian. PM post meridian. Dạ, yeah, mới biết có viết tắt là meridian. Bây giờ mới biết có cái viết tắt của là meridian. Chắc cái từ Latin á. Sao thử. Dạ, chị giờ viết khỏi PM post. Quan trọng là biết sai khi nào PM đi. Thursday. Friday. Nó mở cái từ Latin. Sunday. Cái đó là midday, midday ở giữa chị. Cái meridian đó. Yes. Là cái từ Latin đó. Meridian. Là midday. Yes. Là giữa ngày. Trước giữa ngày là trước 12 giờ. Rồi sau PM là sau 12 giờ. 12 giờ trưa. Ngọ. Ừ, giờ ngọ. Giờ ngọ. Ok. Mấy cái này dễ rồi. Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday. Months. Hay là bữa sau mình ôn thêm một bữa nữa nha chị. Sao thế? Bữa sau mình ôn thêm một bữa nữa. Cho nó kịp, chắc kịp để mới kịp. Ừ, chứ nãy giờ mình nó đi được đâu 4 cái à. Mình còn đến tầng 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sao cho kịp đúng không? Kịp rồi. Chắc phải thêm bữa rồi. Ok, sao cũng được. Dạ. Đây, ngày chỉ biết nó rồi đúng không? A little. Nó bùa. March 7. Này. 7 March. 7 March. Mình có hai cách viết. Monday. The 7th of March. March 7th. Sao có hai cái viết hay cái đọc nhỉ? Spoken, writing in English, spoken in English. Quan trọng là cái first, second, third đó chị. Mấy cái ngày đầu tháng. First, second, third. Chị Louis. Đấy là anh với anh Mỹ. Hả? Cái tên là anh Mỹ, phía dưới là anh đúng không? Dạ đúng rồi, ở trên là theo kiểu Mỹ. Ở dưới là theo kiểu Anh. Mình á, Việt Nam mình là theo kiểu Anh á. Ngày, tháng, năm này. Việt Nam theo Mỹ nhiều mà. Nam, bây giờ chị học theo chứ. Mỹ. Mỹ mình viết theo ngày tháng năm chứ đúng không? Đâu phải là năm, đâu phải là tháng, ngày, mà năm đâu. Nhưng mà học viết... Mỹ nhiều mà. Mình nhưng mà mình viết mà, đang nói viết. Viết vô nói nữa. Mình phải nói ngày rồi mới được. Tại chỉ đơn ngày nó hơi giống thôi chứ. Chứ mình đọc mình cũng đọc theo kiểu ngày rồi đến tháng. Biết. Yes. March 7. Thì đó của mình hai cách. Cách nào cũng được. Yeah. Month year. They are normally divided into four parts. 1994.
84. Thank you. 1652. 1941. 2017. Expression for year from 2000 to 2020. Thì đó mình cũng như mình đọc số 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 ngàn rồi đến số lẻ nó đúng không? 2006. Dạ. 2016. Twenty twenty. Yeah. Đây là giả nè. Would you like mời? Would you like to do something? Would you like some? Would you like to do something? Would you like to have some coffee? No. Would you like some coffee? Yeah. To have a coffee with me. Next. Have a coffee or some coffee? To have, nếu mà dùng to have to thì nè dưới đây nè, would you like some coffee nè, thì nếu mà dùng không dùng to thì would you like some coffee? Yeah, would you like to go for a walk? Would you like to have dinner with us on Sunday? Would you like to go to Hanoi? Would you like to go to Hanoi to travel? No. Why not? I don't have money. I think it's a dream. Okay, oh, on a paper purpose. Kind of poor right now. Our capital. I'm kind of poor right now. I'm so poor. You can go to Europe, and Canada, but have not money to go to Hanoi. Really? No. Yeah, right now I'm so broke. I'm really broke. I have never been to Europe. Come on, maybe not right now. You can come to Hanoi. Come to Hanoi next year or on time in the future. Yeah, of course in the future. But right now it's so broke. I don't have money left. I give it all to buy the, you know, to build the house. Build a house. Build my house. You know. I'm having, like I told you before, my family is building a house. You know, so we have to pay some debt to, you know. We need to borrow money from the bank. You know. Borrow. There are so nhiều. Very, yeah, singular. Plural noun. That I have table now. Rồi, and you have water in the pot. Không đếm được thì mình dùng there is. Nếu mà there is đếm được thì số ít thì phải có hoặc ẩn, đúng không? Còn số nhiều thì có nó là s. Còn này không đếm được thì there is thôi. Yeah. That is a big box on the table. Many chairs in the living room. There are four cats and dogs in my house. There is furniture in that room. There is an ice cream in the fridge. Fridge. Yeah. New word. Baseball. Play. Concert. Art center. Art center, yeah, đúng rồi.
Center or center? Center. My last teacher teach me can call pronoun is center. Center? Center. I'm sound. Because we also have this one. Center. Nè, đúng không chị? Cái này đúng không? Nghĩ nhau hả? Center, center. Center. Hai cách viết. Center versus center. Has the same meaning. Có một nghĩa hả chị? Không sao. Center. Center, center. Center, yeah, center. Center is the spelling in American English. Center is preferred in Canadian, British, India, and Australian. Center is trying in American English, center. And center in Canadian, yeah, British, Indian. Center, center. Nhưng mà như nhau. Đọc cùng một kiểu. Thường thường mấy trung tâm gì á thì nó hay dùng từ center, chapter R này, center. Mấy trung tâm gì đó sẽ dùng hay dùng từ đó. July 6. Family, vì trước mình học tới đến health, family health, nhiều chứ. Tiêu vận cấu trúc câu theo câu chủ đề, hiện tại đơn thì chị biết rồi nè, đúng không? Cách trả lời những câu hỏi về gia đình, thành viên trong gia đình, thì nói về thành viên trong gia đình. Chị ôm với chị, bữa sau mình bữa chị về chị phải coi lại, chị coi lại từng slide nhanh thôi, lướt qua cái thấy cái này mình không ổn á, xong rồi bữa sau chị kêu em cái phần này chị thấy không ổn, mình còn kê đỡ hơn là mình đi lại một lượt luôn, đi lại một lượt nó sẽ rất là lâu. Sao bữa sau test luôn được, chị nghĩ bữa sau test luôn được, ok không? Ổn chị? Yeah. Ok, test một vài thôi có làm sao đâu, cũng thế cả mà. Nếm kéo kéo cháu. Hả? Điểm cao cao chốc ta. Ơ không sao đâu, không sao tiếp rồi. Được. Ok. Thì phải báo đúng không? Chưa tiếp ai giờ. Để biết để coi thử. Từ từ giờ mình đi theo một lèo nữa có nè, chứ đã chưa ổn. Transportation. Transportation. Chủ đề, chủ đề, từ vòng chủ đề. Rồi food, bữa là mình không food chưa. Chủ đề food này mình chưa nè. Health là mình học hơi bị kỹ nè. Travel là mấy cái chủ đề gần đây chắc em nghĩ chắc chị nhớ mà đúng không? Dạ. Yeah. Nè. Cái test của mình này là ngữ pháp nè. Một bài 10 câu. Rồi nghe 3 điểm. Nghe em nghĩ. Nếu cho hai lần chị nghe ok nè. Đọc. Chắc được. Nói. Em nghĩ nói chị sẽ ok hơn đọc. Nói ít từ vựng. Còn ngữ pháp nè. Lưu ý nè, cái lưu ý nè, câu tu nè chị. Tiếp diễn nè. Những cái cấu trúc em nghĩ chị biết xài. Nhưng mà lưu ý có mấy cái do trong đây mình cũng nói nhiều không. Rồi hiện tại đơn nè, nó có nhiều cấu trúc lắm. Enough. Chắc không sao. Hồi bữa sau cũng chơi luôn. Thử. Sợ quê đi. Cái này giả sử mình mà sống ở nước ngoài nó nhanh hơn đúng không? Nhanh hơn là sao chị? Nếu bây giờ hay mình đi xuất khẩu lao động, một nước sang Singapore xuất khẩu lao động, sau đấy mình sẽ nói bằng tiếng Anh ở bên đấy. Chị ơi, nghĩ sao? Qua Singapore xuất khẩu lao động nghĩ sao? Thì cảm thấy bất lực trong cái việc học tiếng Anh quá. Thường thường cái gì cũng có hai mặt đó chị ạ. Thường thường thì đúng là cái việc tiếp xúc á, nó sẽ đó là cái exposure, cái tiếp xúc trực tiếp á, nó sẽ tốt đương là tốt hơn nhiều. Nhưng mà vấn đề á, là một
chị qua một cái nước như Singapore, chị nghe tiếng Anh nó tiếng Anh gãy, tiếng Anh dở, tiếng Anh nó la nhiều. Em ở Singapore dở mà. Tiếng Anh Singapore dở không chị? Nó la của bọn tàu này, rồi của bọn Ấn Độ. Chị nghe chị khùng luôn á. Nó không có. Vậy thì qua Philippines thì được đúng không? Philippines cũng vậy. Philippines, trời em chơi, em biết bọn Philippines mà nghe đau đầu luôn á. Thế thế mấy đứa, mấy cô giáo Philippines ở bên mình ha, bảo là cô giáo nói chuẩn. Cô giáo khác. Chứ bên Canada cũng gặp nhiều đứa Philippines kiểu đi định cư á. Tiếng Anh chán lắm. Có mấy đứa thì đương nhiên ở lâu tiếng Anh tốt đỡ hơn khác. Thế tiếng Anh người Việt mình thì sao? Thì người Việt em không biết. Thì tùy đứa chứ, đúng không? Em thử nói chị bài tiếng Anh chị nghe à? Nghe tiếng Anh người Việt ấy. Là sao? Tiếng Anh người Việt nói chị. Em nói tiếng Anh, em nói tiếng Anh câu đầy đủ hơn, một đoạn đầy đủ thì đi nghe tiếng Anh người Việt của mình như nào. Là sao em không hiểu? Dạ, em đọc cho chị nghe một đoạn hả? Em nói cũng được, em nói bằng tiếng Anh đi. Ví em giới thiệu bây giờ sẽ nghe tiếng Anh của người Ấn Độ này, em hỏi tiếng Anh đi. Hai em ở đâu hả? Mấy... Không, em chuẩn bị mời cho chị nghe thử tiếng Anh của người Ấn Độ đây đúng không? Đúng rồi. Nói vài câu giới thiệu với cái đoạn video này đi. Không hiểu. Ví dụ như là let me show you this video in your. Okay, so let me. Chắc thường thường em cũng hay nói tiếng Anh với chị mà đúng không? Không, tự nhiên giờ cảm thấy tự nhiên nó hứng thú ghê. Bình thường không để ý. Okay, so let me. Yeah, I want to show you a little bit about Indian accent when they talk, when they speak English in their normal life, okay, in the daily life. Here is a short video about how they interview Indian and look how they speak English, how they accent, okay? This sheet of information. Tự nhiên cái điện thoại nó bị đứt tức ghê chà. Did you know that English is a very widely spoken language? Hay không chị? Widely spoken language in India. India. In fact, whenever we do the screen interviews, view. Hay không chị? Nghe cái giọng nó lại đúng không? Nghe cái giọng nó kiểu. Nặng hơn tí đúng không? Nó nấu, nấu. Nó không có ra cái từng từ mà nó ra cái kiểu. Viewers always wonder that why people are answering in English and not in Hindi. So what do Indians think about this? Are they actually aware of how their accent sounds? Let's hit the streets of Mumbai to find out. If you had to take a guess, what percentage of Indian population can speak fluent English? Maybe 40. 40% maybe. If you go into any colleges or school, no one speaks Hindi at all. It's everything related to English itself. So I think that 70 to 80% might know English. English is, I think, far more important. Người bình thường nó có thể nói tiếng Anh giỏi vậy. Sao chị? Một người bình thường có thể nói tiếng Anh giỏi. Là sao? Ai cũng nói được tiếng Anh. Nghĩa là ở bên Ấn Độ nên người bình thường nó cũng nói tiếng Anh được. Cái đó cũng tùy chị. Bởi vì thì nếu chị qua mấy nước Singapore, đương nhiên ai cũng sẽ nói tiếng Anh được đúng không? Cái mấy cái đất nước mà nó song ngôn ngữ á, Philippines nè, cái mật độ thông thạo tiếng Anh nó cao nhất trong Đông Nam Á luôn á. Nhưng mà ở đây nó đang phỏng vấn những người mà biết tiếng Anh, thì tưởng tượng những người mà biết tiếng Anh và không rõ thì sao đúng không? Như người Việt mình thôi. So yeah, I think 40 to 45% around. Không, chị nghe giọng nó lạ đúng không? Bừa bừa. People speak fluent English. Yeah, Vietnamese. I think good English. I just want to talking by Andy at my mind so party. Vietnamese young people know about the history. So you is curious. Let's go. Vietnamese à? Young Vietnamese. Okay, so can you guys tell me the mistake? Yeah, it's a grammar mistake right here. So I think this
one should be hold on. Okay. Instead of hold it. Because I yelled hold it and saw my picture. It doesn't make sense. Mm-hmm. So hold on gonna be. But I think it's suitable. Fine. Hold it. It's fine. Maybe. Yeah. Em chị, nhưng mà đỡ hơn, nó đỡ đặc hơn là bọn Ấn Độ. Ừ, nói với mấy bạn này bây giờ nghe thế, nhưng người Việt, mấy bạn này nói hay nè. Không, cái này giọng giống Việt Nam chị, cái này là giọng Việt Nam đặc thù luôn á. Khi nói tiếng Anh đặc thù luôn á. Yeah. Yeah, nhiều. Đặc thù. Chị thấy hay, chắc chắc là người Việt Nam mình nói hay đúng không? Ừ, đỡ hơn, chứ cũng không phải là hay, nhưng mà đỡ hơn, em thấy đỡ hơn bọn Ấn Độ gì. Nhưng mà thì tùy đứa phát âm mỗi đứa. Nhưng mà thì đó, nhưng mà cũng nếu mà đi mà trực tiếp á thì phải qua mấy nước. Mấy nước nói tiếng Anh gọi là một ngôn ngữ luôn á chị, chứ không phải là nó hai ngôn ngữ. Mấy nước hai ngôn ngữ như mình á, hay là Philippines hoặc Ấn Độ á, nó sẽ bị lai giữa ngôn ngữ chính với là tiếng Anh. Nó sẽ nghe rất là rất là ba chấm luôn. Cho dù có lai thì cho dù có like thì người ta có ít nhất là biết nói đã. Đúng không? Chị em biết nói là tiếng Anh. Biết nói thì thì cũng là loại gì đúng. Thì người ta chỉ cần cái cơ bản cái nền nó ổn chút thôi. Nói cũng không có cần đúng hết. Nghĩ sao mà cái cấu trúc câu là cũng phải có chủ ngữ. Rồi vị ngữ đơn giản vậy thôi. Rồi có mấy câu nối cho nó mấy câu nó mượt hơn chút. Đó thôi. Giống như tiếng Việt vậy chị. Mình nói tiếng Việt sao tiếng Anh nó cũng tương tự vậy. Vậy là tiếng Việt mình nó có nhiều cái câu, mấy cái từ á, nó không thể dịch ra tiếng Anh một cách bình thường được. Nó phức tạp quá để dịch ra tiếng Anh. Tiếng Anh em thấy thì nó trực tiếp hơn. Tiếng Anh trực tiếp đơn giản hơn đó. Ừ, đúng rồi. Ví dụ chị cần thấy mấy cái xưng hô thôi à. Việt Nam có tôi, cậu, dì, chú, bác. Chứ tiếng Anh có gì I, rồi uncle, rồi aunt, aunt hay là cái gì đó, chỉ có một cái để miêu tả thôi đúng không? Chỉ để rồi. Nhưng không mà không. Thì Việt Nam nó đa dạng, nó nhiều trường hợp nhiều hơn. Còn tiếng Anh chỉ có áp dụng một cái là đa hết luôn. Có nhiều như cái tiếng Anh như vậy ai cũng I with you đúng không? Sao gì? Anh là ai cũng diêu. Ai cũng diêu là sao? Ai với diêu. Ai với diêu, ừ. Vậy đấy, tiếng Anh à, em thấy từ từ tiếng Việt, là phức tạp đó là nó đa dạng hơn thôi. Chứ ngôn ngữ mà còn để truyền đạt thông tin rồi truyền đạt ý tưởng của mình thôi. Chứ không đi đâu. Chị cũng đừng suy nghĩ quá lên. Có tiếng Anh cũng đâu có gì gọi là cao siêu. Công cụ của mình đã diễn đạt theo cái ngôn ngữ của người ta. Cái kiểu mà mình, em phải hiểu cái kiểu học bao nhiêu năm mà cũng được á. Từ khi sinh viên đến khi ra trường năm nào chị cũng học tiếng Anh cái kiểu đấy. Học không chỉ đến giờ phát chán mà vẫn cứ thế. Em thấy cũng tạm thời chị cũng khá là ổn, chỉ là thiếu ngữ, thiếu phát âm cho chuẩn, chứ là thiếu từ vựng. Đúng không? Nếu thật sự muốn chuẩn á, cho chị nói bình thường cũng mấy cái từ cơ bản vẫn nghe được. Chỉ có mấy từ khó, mấy cái từ đặc biệt thì khó nghe, đúng không? Chứ còn đấy là nghe được, đấy là còn người Việt nghe kiểu lông loáng của người Việt, đúng không? Ừ. Cái người nước ngoài thì được. Nước ngoài sao? Bạn nước ngoài nó nghe mình thấy mình nói không nhỉ? Có, em thì cũng tùy đứa, em nghĩ cũng tùy đứa. Nhưng em nghĩ giọng Ấn Độ sẽ khó nghe hơn. Rất khó nghe hơn khác. Ở nặng. Em chỉ thấy Ấn Độ rõ từng chữ, vậy dễ. It's easier to hear. Với lại nãy giờ chị, hồi nãy chị coi cái video á, nó có phụ đề đúng không? Nó khác, tưởng tượng không có phụ đề sao? I didn't know. Nó lại là một vấn đề khác nữa đúng không? Ừ, mà chị thấy người chính gốc là tiếng Anh thấy như ngậm. Thấy được, không có ngậm. Chị cứ nhìn xuống bản thân quá. Tự tin quá. Nhưng mình cũng chấp nhận, trên cái mức độ là chấp nhận được, chứ không phải là gọi là dốt hoàn toàn.
ít ra cũng tự tin nói. Yeah. Tự tin nói cũng được rồi. Hai. Chị tự Ủa? Tin nói được mà. Nó có cái cấu trúc câu not... Bây giờ nói I think I don't confident. I don't feel confident. I'm not confident. Confident. Tự tin nữa. Ờ, à, đó. Confident. Thấy không? Hiện tại nếu bằng bán mà lúc muốn trước lúc chị phát âm ra chị cứ nghĩ trong người chị mà sai nên là chị cũng không tự tin đi được. Chị cứ nói đi mà ra người ta không nghe thì người ta sẽ nói kêu mình nói lại, mình nói chậm lại gì đâu. That confident. Yes, I'm not confident. Nếu mà giả sử sau này chị giỏi tiếng Anh, if I will be will better, more better on English, I will change my job. Maybe. Be and into. I will change it. I think I will apply for be a teacher. A teacher is possible. To teach a child. I love children. Oh, okay, you love children. I want to. Yeah, I want to talking and like children. Ủa chứ chị đóng tiền học phí bên Pantano, em thấy Pantano giáo viên như nó cũng hơi bị bèo đúng không? Nếu chị chia ra chị phí vì chi một tiếng là chị trả bao nhiêu cho một buổi học tiền một buổi á, giá bình thường á, giá không phải là dạy giá... vài lớp cho nó vui thôi mà, dạy con nít cho nó vui hả? Đó là bên Pantano của mình á, dạy kiểu mà không có giá ưu đãi á, sẽ là một lớp là sẽ bao nhiêu, một buổi sẽ bao nhiêu chị nên chia ra. Mình là phải đóng theo gói đúng không? Mất nếu giá ưu đãi thì bây giờ em đang lương thì em đang giá như thế nào thì người ta cũng thế thôi. Lương của em thế nào? Là sao? Đó là lương của em được bao nhiêu? Người dùng phải người dùng dịch vụ phải khác chứ. Bên cái Pantano mình là công ty trung gian, nó sẽ nói học viên lấy cái tiền, nó sẽ lấy cái tiền là dự giữ kiểu trung gian. Em mình ít. Thực ra giá Pantano đang hơi rẻ. Hơi để rẻ, đang tăng giá bán dần để tăng lên dần. Lương em có dạy ngoài Pantano có dạy đâu nó khác nữa không? No. Nhưng mà nếu dạy gia sư thật sự học trực tiếp á, thì một á, nó sẽ là 100, ở Nha Trang này sẽ là 100.000 một tiếng. Nó tính đấy là nó chia ra theo buổi buổi. Đúng rồi, cái đó là giá gọi là cơ bản luôn nha, đúng không? Còn ở Hà Nội mấy thành phố lớn nữa sẽ khác. Em nghĩ Nha Trang cũng có dạy online 1:1 à? Không, tức là em đang nói dạy trực tiếp á, chứ mà dạy online. Thế nhà Trang quá. Trực tiếp 1:1 một tiếng. Thế là phải cơ đó. Một tiếng, đến tận nhà dạy hả? Không, cũng tệ. Nói chung là cờ đó Pantano em không biết một nguyên một mình phải đóng nguyên cục luôn chứ đúng không? Nguyên cục luôn. Nghĩ em chưa biết chính xác. Thôi về hôm bài chị. Đi ăn. Dạ. Tụt hơn. Ở không dạy lớp tiếp theo à? Không, hôm nay thứ hai. Không có cho dạy lớp khác. Trang tối à? Chưa. Em cái lớp mà 8 giờ kia là bữa nào với bữa nào? Thứ 6. Không mà thứ 6. Thứ 6 gì à? Ơ chưa ăn gì à? Hồi nãy chị mới ăn hai quả trứng vịt lộn. Ít gì chị, bữa ăn tối ăn hai quả trứng sao đủ. Bởi vì không có gì ăn nữa, nghèo chị ăn được cái thế hết tiền rồi. Tháng em tự ăn gì ở Nha Trang có món gì ngon? Em tới đi điều mổ mày gặp này nè. Không biết ăn gì là ăn bánh mì. Ồ bánh mì á? Không biết ăn gì là ăn bánh mì. Em ơi, bánh mì ngon ngoài mà. Bánh mì. Khi nào mình không biết ăn gì thì ăn bánh mì. Đơn giản vậy thôi. Họ phải suy nghĩ. Suy nghĩ mình ăn cái gì là đau đầu. Trời ơi mệt lắm. Không biết ăn gì ăn bánh mì. Bánh mì is not good for your health. So delicious. Ngon mà. Chắc thế, chị cũng thế.
Yeah, bye bye. Have a dinner. Have a dinner. Good evening, okay? Good evening. Yeah. Yeah. Bye bye. See you on next time, okay?